Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế và buôn lậu Công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Văn Khang, sinh năm 1987, nguyên là cán bộ địa chính, thị trấn Quý Lộc, huyện Yên Định về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Quyết định đã được Viện Kiểm soát cung cấp phê chuẩn. Theo báo cáo của cơ quan cảnh sát điều tra, trong thời gian từ năm 2018 đến 2021, Lê Văn Khang với nhiệm vụ được giao là cán bộ địa chính thị trấn Quý Lộc, huyện Yên Định đã lạm dụng chức vụ của mình để nhận tiền của một số hộ dân trên địa bàn với cam kết giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho các hộ dân này. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Khang đã không thực hiện cam kết. Qua xác minh, một số thửa đất mà Khang cam kết giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đủ điều kiện để xem xét cấp giấy chứng nhận. Căn cứ kết quả điều tra, bước đầu xác minh Lê Văn Khang đã chiếm đoạt 227 triệu đồng của các hộ dân. Trước đó, ngày 15 tháng 3, Ban Thường vụ huyện ủy Yên Định thống nhất kỷ luật khiển trách tập thể Đảng ủy xã Quý Lộc, nay là thị trấn Quý Lộc, nhiệm kỳ 2015-2020 do buông lỏng quản lý để xảy ra một số sai phạm trong quản lý tài chính đất đai. Ông Trịnh Đình Khoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Quý Lộc bị kỷ luật với hình thức cách hết các chức vụ trong Đảng, cách chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Quý Lộc do có liên quan tới việc thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất trái thẩm quyền tại thị trấn Quý Lộc.